Đa số tất cả các em đều làm xong đề 001. Rồi đề 001 là thầy khó đúng không? Tương tự đề 002 cũng khó tương ứng. Ngay tức em vào cái câu số 1 em đã... Những bạn nào mà không học chắc kiến thức là các em đã bị vấp ngay vào tâm lý rồi, đúng không? Nhìn câu số 1 này. Nhưng mà nói thật với các em là đề này thì sao sẽ đúng được cái chiều mà từ dễ đến khó, nhưng dần ra tiếp tục cái chữa sang đề 002. Đề 002 chúng ta đầu tiên chúng ta vào câu số 1. Câu số 1. 3 đề đầu tiên mà vượt cạn thành công là lớn hơn 8 điểm thì chắc chắn đề thi trung học thông quốc gia em được hơn 9 điểm đấy. Cho hỗn hợp bột gồm FeCO3. FeCO3 và CaCO3 tan trong dung dịch HNO3 dư. CaCO3 tan trong dung dịch HNO3 dư. Thì thu được phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 khí. Thu được hỗn hợp 2 khí. Một khí chắc chắn là khí CO2. Một khí là trong đó một khí hóa nâu trong không khí. Hóa nâu trong khí là anh nào nhỉ? NO. Mà tỷ khối của hỗn hợp khí này là so với rho là 20,6. Vậy suy ra phân tử khối trung bình của nó là 20,6 x 2 là bằng bao nhiêu nhỉ? 41,2. CO2 44. NO 30. 30 trừ đi 41,2 trừ tuyệt đối thì bằng 11,2. 44 trừ 41,2 thì bằng 2,8. 11,2 mà chia cho 2,8 thì bằng 4/1. Thấy chưa? Tiếp tục bài tập, đây là phần trăm số mol của FeCO3 trong hồi ban đầu. Vậy cái bài tập này của thầy là một cái bài tập sao nhỉ? Làm sao? Không có dữ kiện xác định. Và khi là một bài tập mà không có dữ kiện xác định, người ta hoàn toàn được kiểu bịa số liệu. Vậy thầy hoàn toàn thầy bịa được. Thầy coi số mol NO này là 1 mol, thì số mol CO2 là 4 mol. Vậy thì đặt, thầy đặt số mol FeCO3 là A mol, thì số mol CaCO3 là B mol. Thầy có phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn nguyên tố carbon. Tổng số mol nguyên tử carbon về trái bằng tổng số mol nguyên tử carbon về phải. A nhân 1 cộng B nhân 1 bằng 4. Lẽ dĩ nhiên phương trình số 2 của thầy là phương trình bảo toàn electron. Sắt của thầy hiện tại đang là sắt dương 2. Sau phản ứng lên sắt, tác dụng HNO3 loãng dư chắc chắn sẽ lên sắt dương 3. Lên sắt dương 3 vậy hoàn toàn sắt sẽ trao đổi. A nhân 1 là amone, canxi 2 cộng mắc rồi. Vậy thầy sẽ có là A bằng, để số mol E nhường là amon. Số mol E nhận 1, 1 NO nhận 3E. Vậy là bằng 1 nhân 3. Vậy hoàn toàn đến đây thầy tìm ra được A bằng 3, B bằng 1. Vậy suy ra 3 mol, 1 mol. Vậy đến đây hoàn toàn cho các em tìm được đáp án rồi. Phần trăm số mol của FeCO3 trong ban đầu là bằng bao nhiêu nhỉ? 3 chia cho 4, đúng không? Tổng là 3, 4 bằng 15%. Vậy đáp án đúng đáp án. À, quá dễ. Chúng ta tiếp tục sang câu số 2. Khẳng định nào sau đây không đúng về chất béo là? Chất béo là triester của glycerol và acid béo. Đúng nhỉ? Đun chất béo dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm có khả năng hòa tan CO2 hai lần. Thì đun chất béo với dung dịch NaOH thì ta thu được glycerol. Glycerol chắc chắn là hòa tan ở CO2 hai lần. Chất béo và dầu mỡ bôi trơn máy cùng thành phần nguyên tố, cái này chắc chắn sai. Vì chất béo là gì nhỉ? Trong đấy có cả oxy. Dầu mỡ bôi trơn máy thì thường là các ancan cao phân tử, đúng chưa? Ancan cao phân tử là các hydrocarbon thì chỉ có carbon và hydro thôi. Vì vậy nên nhận khẳng định không đúng về chất béo là chắc chắn là đáp án C. Và tiếp tục sang câu số 3. Dạy các dung dịch và chất lỏng đều làm đổi màu quỳ tím tẩm nước cất. Vậy ngay lập tức ta sẽ có một cái khẳng định như sau này: anilin và phenol. Nhìn đáp án ta có nhé, là không làm đổi màu quỳ tím. Vậy loại ngay AB, được chưa? Giờ ta nhìn ý CD này. Hai anh đầu tiên đều cùng trùng etinamin, không quan tâm, chắc chắn đổi màu rồi. Hai anh tiếp tục đều làm trùng gì? Natri phenolat. Vậy chắc chắn lại cũng làm đổi màu rồi. Giờ chúng ta mới quan tâm đến cái anh thứ ba, phenylamoni của nó rùa. Giả sử chúng ta quên, là ta nhảy xuống anh acid amino acetic. Vậy với cái câu số 3, acid amino acetic này nó sẽ có công thức là gì nhỉ? CH3NH2CH3COOH. Anh này là môi trường trung tính, không làm đổi màu quỳ tím và nước cất, bởi vì có số lượng nhóm NH2 chính bằng số lượng nhóm COOH. Vì vậy nên đáp án D loại nốt. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, rất dễ, đúng không? Chúng ta tiếp tục sang cái câu số 4 là tất cả các chất hóa học đều có tính lưỡng tính là. Vậy ngay lập tức ta sẽ có ngay, đó là với cái đáp án A thì ta loại được anh CRO, bởi vì phải là CR2O3 cơ.
thì nó có tính chất lưỡng tính, đúng chưa? Còn CRO không có, vậy loại ngay đáp án A. Đáp án B này, đáp án B nhìn xem nào. À, xem nào, anh đáp án B, anh CH3CO là bốn có lưỡng tính không? Thấy câu hỏi của em ngay lập tức chạy trong đầu như vậy. Nếu mà chúng ta chưa trả lời được, chúng ta lại nhìn xuống tiếp. IC thế nào? IC ngay lập tức ta loại được anh CH3CONa. Tại sao nhỉ? Tại vì là CH3CONa thì nó chỉ có tính bazơ thôi. Bazơ do anh CH3CO trừ, đúng chưa? Na cộng là trung tính, vậy loại tiếp đáp án C. Là ta nhìn xuống đáp án C, ZNO lưỡng tính rồi. CH3CO, CH5 là chỉ tác dụng được với OH trừ, đúng không? Thế là loại nốt đáp án C. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta là đáp án đáp án B, CH3CONH4 thì nó có khả năng tác dụng với OH trừ, đúng chưa, để tạo thành NH3, có khả năng tác dụng với axit là thủy phân trong môi trường, axit. Với đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Đó, tiếp tục sang câu số 5. Thủy phân hoàn toàn M-gam cellulose có chứa 50% tạp chất trơ, thủy phân cellulose. Như thầy nói thì cellulose thì thầy không quan tâm có N hay không, thầầy viết luôn cellulose của thầy là C6H10O5, làm thế cho nó dễ, đúng không? Nó cũng không thay đổi kết quả đâu mà. Có chứa 50% tạp chất trơ cứ để đấy. Toàn bộ lượng glucose thu được, vậy là anh này thủy phân thì thu được glucose, vậy là C6H12O6, đúng không? Thì toàn bộ anh glucose thu được là mất màu vừa đủ 500ml dung dịch Br2-1m, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được số mol của brom bằng 1 x 0.5 bằng 0.5. Mà hơn nữa thì 1 brom thì ăn bởi gì nhỉ? Một nhóm chó thì ăn một phân tử brom. Rất vui mừng cho chúng ta là trong một anh glucose có một anh chó. Vậy ngay tức ta sẽ suy được là số mol brom phản ứng chính bằng số mol glucose. Vậy suy ra được số mol brom phản ứng là bằng 0.5. Vậy suy ra số mol glucose cũng chính bằng 0.5. Vậy ngay tức thì suy ngược lại được số mol cellulose bằng 0.5. Dễ quá dễ. Suy ra được số mol glucose là bằng 0.5, vậy hoàn toàn chúng ta sẽ suy được khối lượng của glucose. M cellulose chính bằng 0.5 nhân 162. Nhưng đây chưa phải là M thực, bởi vì cellulose này có chứa 50% tạp chất trơ. Vì vậy nên là suy ra M bằng, đúng chưa, chứa 50% tạp chất trơ, vậy ta sẽ lấy M bằng 0.5 nhân 162 chia cho 0.5. Và kết quả của chúng ta chính bằng 162 gram. Rất dễ, rất đơn giản, đúng không? Những cái bài này bài dễ mà. Chúng ta tiếp tục sang câu số 6. Cho các phản ứng sau đây phản ứng với nhau. Những phản ứng sinh ra đơn chất, câu này những bạn nào mà không thuộc phương trình phản ứng thì coi như đi. Đúng chưa? Đầu tiên SO2 cộng H2S. Lẽ dĩ nhiên lưu huỳnh thì là dương 4. Lưu huỳnh trừ 2, một thằng lên, một thằng xuống. Vậy là một có. Mình nhìn đáp án là có, loại ngay đáp án. À, đúng chưa? Phương trình số 2, H2S cộng với lại Br2 thì chắc chắn tạo thành gì? Brom có tính khử. Brom có tính oxy hóa. Lưu huỳnh trừ 2 tính khử. Lưu huỳnh trừ 2 sẽ lên S. Brom sẽ về brom trừ 1, vậy chắc chắn sẽ tạo thành lưu huỳnh cộng với lại HBr. Vậy là 2 có. Có 1, có 2. Vậy ngay lập tức thầy loại được tiếp đáp án C. Vậy là 3 thì không cần nhìn nữa, đúng không? Tại vì là thầy chỉ còn có 1, có 2, bây giờ thầy chỉ còn B và D thôi. B vẫn nhìn được, đúng không? Bây giờ 3 và ta vẫn phải nhìn, bởi vì D có 3 này. 3 này, H2S cộng với clo cộng với nước. Vậy đây là tính oxy hóa là mạnh rồi, bởi vì có HClO do clo cộng với nước tạo thành HCl cộng HClO. Đúng chưa? Anh này tính oxy hóa cực kỳ mạnh. Vì vậy đây là lưu huỳnh sẽ không còn về lưu huỳnh không nữa, mà lưu huỳnh lúc này nó sẽ về lưu huỳnh dương 6. Vậy chắc chắn cái phản ứng số 3 là sẽ tạo thành H24 cộng HCl. Đúng chưa? Vậy 3 không có. Vậy ngay tức chúng ta suy ra đáp án đúng là đáp án B. Đúng chưa? Hoàn toàn đơn giản. Giờ ta tiếp tục sang câu số 7. Chúng ta tiếp tục sang câu số 7. Đeo 26,6g một amino acid no mạch hở X. Vậy như thầy đã nói, muốn tìm amino acid thì hoàn toàn ta được quyền đặt theo công thức tổng quát là RCOH tất cả A là, và NH2 tất cả B là. Có chưa một chức amin? Ô, hạnh phúc quá. Một chức amin. Vậy suy ra là NH2 một lần. Được chưa? Ta dùng hết với acid nitro.
HONO. Nitơ là H2 thì NaNO. Thu được 44,48 lít khí nitơ. Thu được N2. Số mol bằng 0,2. Vậy hoàn toàn thì suy ngược lại được số mol amin bằng 0,2. Cũng lấy 26,6 gam amino acid này. 26,6 gam amino acid này. Vậy là ban đầu anh này là bao nhiêu? 26,6 gam. Hãy cứ bình tĩnh đã, hoàn toàn thấy tìm được anh này là gì nhỉ? Cũng lấy 26,6 gam anh này. Cho tác dụng với NaOH. Thì thu được M gam muối, giá trị của M. Thu được muối. Hãy xác định giá trị. Rất khó đúng không? Vậy bây giờ muốn tìm được M muối, rõ ràng ta phải tìm được phân tử khối của anh này. Hay nói khác là tìm xem anh này có bao nhiêu nhóm COH. Vậy chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải tìm được phân tử khối. Vậy thầy sẽ có R cộng với 14 cộng 2 là 16 cộng với 45A bằng 26,6 chia cho 0,2 bằng 133. Đến đây chúng ta phải lập bảng A và R. Với A bằng 1. Nào, với A bằng 1, 133 trừ 45 trừ 16. Vậy là R bằng 72. To quá đúng không? Tiếp tục. Với A bằng 2 thì ta thu được R bằng 27. Với R bằng 27 thì hoàn toàn thì sẽ suy được công thức phân tử nó sẽ là gì? 27 chia 2. Vậy suy ra nó sẽ là C2H3. R là C2H3. Khi R là C2H3 thì hoàn toàn thì suy ra được công thức của amino acid là NH2 C2H3 COOH tất cả hai lần. Và thì B lên trên này cho tác dụng với NaOH để thu được muối. Vậy hoàn toàn thì sẽ có muối ở đây sẽ là gì nhỉ? NH2 C2H3 COONa tất cả hai lần. Số mol 0,2 mol thì hoàn toàn anh này bằng 0,2. Đến đây chúng ta bấm máy tính là ra được khối lượng của muối, đúng chưa? Là phân tử muối 16 cộng 24 cộng 3 cộng 44 cộng 23 nhân 2 nhân 0,2 và kết quả khối lượng của muối chính bằng 35,4 gam. Ta vào đúng đáp án này. Chúng ta tiếp tục sang câu số 8. Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất, lẽ dĩ nhiên bạc, nhôm, đồng, bạc thì chắc chắn là anh bạc rồi. Và kim loại độ cứng cao nhất chắc chắn là anh chrome, đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Chúng ta tiếp tục sang câu số 9. Là cho các chất phenol, anilin, vân vân, số lượng các chất có khả năng tác dụng HCl là. Vậy ngay trong đầu các em nhé, phải tư duy tác dụng chất HCl thì chắc chắn luôn luôn là những cái thằng có tính bazơ rồi, đúng chưa? Anh gì nhỉ? Anilin là 1, acid glutamic có một nhóm N2 là 2, dimethylamine là 3, đúng chưa? Đấy, vinin acetate có không? Là 4, đúng không? Phản ứng thủy phân. Thế là chọn 4. Thế là sau đó các em mở ra đáp án các em thấy sai. Em không hiểu tại sao. Tại vì thế này này, ngoài phản ứng với anh có tính bazơ còn có khả năng phản ứng cộng. Em nhớ cái phần này chưa? Chưa đúng không? Vậy là ta sẽ có acetylene cũng có phản ứng cộng, đúng chưa? Acid acrylic cũng có phản ứng với nó có pi nối đôi CC. Vậy tổng cộng đáp án đúng của chúng ta phải là mấy? 6. Đấy chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu số 10. Đốt cháy hoàn toàn 2 glucid X và Y đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol nước. Số mol CO2 câu số 10 điều kiện là NCO2 lớn hơn nữa. Vậy có nghĩa rằng là gì nhỉ? Số mol hay là số nguyên tử hydro hai lần số nguyên tử hydro phải nhỏ hơn số nguyên tử carbon, đúng chưa? Tương đương với số lượng carbon lớn hơn hai lần số lượng hydro trong phân tử hợp chất hữu cơ. Tinh bột và maltose, tinh bột là C6H10O5, đúng chưa? Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn.
Mantozer C12H22O11 cũng thỏa mãn. Vậy đáp án đúng của chúng ta ngay tức là đáp án A. À, dễ không? Cực kỳ dễ. Tiếp tục sang câu số 11. Một loại chất béo được tạo thành bởi glycerol và ba axit béo. Vậy thầy sẽ dựng cái khung ra đây một chút. H2C CH CH2 O O C C15 H31. Bởi vì anh này tạo bởi từ axit palmitic, axit oleic O O C C17 H33 và cuối cùng là axit linoleic O O C C17 H31. Lẽ dĩ nhiên chúng ta tìm được phân tử khối của anh này luôn, bằng 14 cộng 44 cộng 12 nhân 15 cộng 31 cộng 13 cộng 44 cộng 12 nhân 17 cộng 33 cộng 14 cộng 44 cộng 12 nhân 7 cộng 31 bằng 856. Tại sao thầy biết cái này? Thầy làm quá nhiều rồi. Nhưng thầy nhớ 856, xin lỗi các em. Tiếp tục. Đun 0,1 mol chất béo này. À, đun 0,1 mol anh này. Tác dụng với 500ml dung dịch NaOH. NaOH. 500ml dung dịch NaOH mà số mol là 1m với suy ra số mol NaOH bằng 0,5. Vậy ngay tức ta nhìn thấy biết ngay NaOH dư. Đúng chưa? Thu được dung dịch X, cô cạn cẩn thận dung dịch X thì thu được chất rắn khan. Cô cạn. Chắc chắn trong anh dung dịch X này sẽ có của anh glycerol C3H8O3, nhưng anh này là chất rắn, anh này không tồn tại chất rắn khan. Anh này mới là chất rắn khan. Nhìn đây chúng ta ngay lập tức nhớ ngay đến bảo toàn khối lượng. Thầy sẽ luôn luôn có M chất rắn sẽ chính bằng M chất béo cộng với lại MNaOH trừ đi nào, tổng khối lượng các chất sau phản ứng bằng tổng khối lượng các chất trước phản ứng. Chất béo này cộng NaOH thì bằng chất rắn cộng glycerol. Vậy hoàn toàn ta suy được chất rắn thì bằng chất béo cộng NaOH trừ đi M glycerol. Và chính bằng khối lượng chất béo hoàn toàn chúng ta tính được bằng 856 nhân với lại 0,1 bằng 85,6 cộng với khối lượng NaOH 0,5 nhân 40 trừ đi M glycerol. Quan trọng nhất bây giờ chúng ta glycerol là 92 nhân số mol glycerol. Đấy, chỗ này chúng ta phải nốt một chút. Ta luôn luôn có số mol gly so sánh với số mol NaOH. Thầy dặn chúng ta là nên bảo toàn thành nhóm OH. Một gly có mấy nhóm OH? 3. Vậy là 3 lần số mol gly thì bằng số mol NaOH. Vậy ta tìm ra được số mol đây là số mol NaOH phản ứng nhé. Số mol NaOH phản ứng là bằng bao nhiêu nhỉ? Hay nói cách khác luôn cho nó ngắn gọn, các bạn đỡ bị nhầm, thì số mol gly chính bằng số mol chất béo. Và số mol chất béo đây chúng ta bằng bao nhiêu? 0,1. Vậy là nhân với 0,1. Và kết quả chúng ta bằng 85,6 cộng 0,5 nhân 40 trừ 92 nhân 0,1 bằng, nào các em bấm một thầy cái, bằng bao nhiêu nhỉ? 96,4. Đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Thầy bấm lại trên này. Thầy nhầm vậy thôi. 85,6 cộng với lại 0,5 nhân 40 trừ đi 9,2 96,4. Đáp án chính xác là đáp án B. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 12. Glucose và fructose đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với lại CH2 lần. Chính xác. IB đều có nhóm chức CHO trong phân tử. Chắc chắn sai. Là hai dạng thù hình của một chất, sai nốt. Đều tồn tại chủ yếu dạng mạch hở, sai, nó có tồn tại mạch hở mạch bóng chứ. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Câu 13. Tơ tổng hợp không thể thiếu, không thể điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. À, trùng ngưng là phải có sinh ra nước đúng không? Không thể điều chế phản ứng trùng ngưng có nghĩa là điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Ni lông 6,6 trùng ngưng hoàn toàn, cáp rông trùng ngưng, lactan cùng trùng ngưng, ni trống
Ni trông là trùng hợp, đúng không? Ni trông là trùng hợp anh này. C nối đôi C CN đúng nhá. Vinin xen rồi. Thế nhá. À, chúng ta tiếp tục sang câu số 14. Câu số 14 là một câu cực kỳ thú vị và rất nhiều học sinh bị lừa ở câu này. Không biết là các em bị lừa không, chắc chắn em xem đáp án rồi các em biết. À, trong cái đề số 2 trong quyển sách của chúng ta là bị gõ nhầm mất mấy phần đáp án ấy, vì vậy nên các em phải theo dõi trực tiếp bằng video thì em sẽ biết được rằng là cái đáp án ấy nó mới chuẩn. Câu 14 là cho 100ml dung dịch FeCl2. Vậy ở đây thì sẽ có là hai ion Fe2 cộng và ion Cl trừ, đúng không? À, thì ta sẽ có là bằng 0,1 mol. Vậy số mol Fe2 cộng là bằng 0,1, số mol Cl trừ sẽ bằng 0,2. Cho tác dụng với dung dịch AgNO3, thầy cho cái ion bạc cộng và ion NO3 trừ. Số mol của AgNO3 bằng 0,5. Vậy số mol bạc cộng bằng 0,5 và số mol AgNO3 trừ bằng 0,5. Lẽ dĩ nhiên ngay tức đập mắt chúng ta luôn thì phản ứng xảy ra là Fe2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành phản ứng đầu tiên. Fe2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành Fe3 cộng cộng với bạc. Như chúng ta đã biết thì phần về phần điện hóa như thầy đã có nói, nếu ta biết được thành phần trước phản ứng chúng ta cứ 3 giai đoạn mà giải cho nó đơn giản. Thầy sẽ có là số mol Fe ban đầu, số mol Fe2 cộng bằng 0,1, bạc cộng bằng 0,5. Vậy hoàn toàn ta sẽ có dòng phản ứng, chúng ta nhìn thấy ngay sắt 2 cộng hết. Vậy hoàn toàn số mol sắt 2 cộng bằng 0,1, số mol bạc phản ứng sẽ bằng 0,1, sinh ra số mol sắt 3 cộng bằng 0,1 và số mol bạc sinh ra bằng 0,1. Sau phản ứng sắt 2 cộng hết, bạc cộng còn dư 0,4, sắt 3 cộng là 0,1 và bạc là 0,1. Đề bài của chúng ta là mở kết tủa và chúng ta chỉ quan tâm đến kết tủa thôi. Vậy suy ra khối lượng kết tủa bằng 0,1 nhân 108 thì bằng 1,8 đáp án B. Nhiều bạn chắc chắn phải đáp án B, nhưng mà chắc chắn đáp án B sai. Tại các em quên mất một điều quan trọng, Cl trừ còn tác dụng với bạc cộng nữa mà, đúng chưa? Ta còn một phản ứng nữa, đó là Cl trừ cộng với lại bạc cộng để tạo thành kết tủa AgCl, kết tủa màu trắng. Vậy ta sẽ tìm được số mol Cl trừ bằng 0,2, số mol bạc cộng bằng sau phản ứng nhé 0,4. Vậy lẽ dĩ nhiên sẽ tính theo anh Cl trừ là 0,2. Vậy khối lượng kết tủa ở đây của chúng ta chắc chắn gồm Ag 0,1, AgCl 0,2, 0,1 nhân 108 cộng 0,2 nhân mở ngoặc đơn 108 cộng 35,5 bằng 39,5. Đáp án đúng đáp án C. Là những cái câu này có thể rất thấm, các em phải cố gắng chú ý. Các em luôn luôn để ý một tí xíu là điện hóa mà em quên mất phản ứng giữa anion và cation là em chết. Câu 15, thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm gạch chân của thầy, sắt bị ăn mòn điện hóa học. Có nghĩa là sắt bị ăn mòn nhưng ngay tức nối một thanh kẽm với thành sắt. Kẽm yếu, kẽm thì tính khử mạnh hơn sắt. Lẽ dĩ nhiên là nó sẽ tạo thành cặp ăn mòn điện hóa rồi. Đúng chưa? Bởi vì là có hai cái anh này khác nhau. Nhưng anh kẽm hoạt động mạnh hơn nên kẽm gì ăn mòn hay kẽm nó mới trở là anốt. Vậy một không có. Một không có nghe tụi ta loại đáp án AB. Rồi tiếp tục quay trở lại là điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học là nó phải có hai cực khác nhau mặt bản chất. Trong dung dịch chất điện ly. Đúng chưa? Hai cực khác nhau mặt bản chất nhé. Trong dung dịch chất điện ly. Đúng chưa? Đấy, và nó phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Hai, sắt và dung dịch đồng. Thả một viên sắt vào dung dịch đồng. Vậy sắt đẩy đồng, đồng bám vào sắt. Chuẩn chưa? Trong dung dịch COS4 mà. Vậy có xảy ra ăn mòn điện hóa học? Có. Vậy là sẽ có hai. Thế mà ta loại A, B mà lại có hai. Vậy đáp án đúng đáp án C. Rất dễ. Được chưa?